Hello, xin chào mọi người nha. Clip này mình sẽ làm về full set UGS. Nói chung là quá là hiếm muộn luôn. Thì đây là set Ultimate Goldsmith. Nói thế cho nó sang mồm thôi chứ biết là nó là gold này được rồi. Thì cái set súng này ra cũng khá lâu rồi. Mình lại câu nói quen thuộc. Lâu lắm rồi mình không làm. Hôm nay động lại cảm giác nó vẫn như lần đầu vậy. Bán này của KAC đi sang zone mới sướng các bạn ạ. Có khẩu súng dòng MG thôi nhưng mà bán rất là êm. Cái này nó êm như tiếng mẹ ru ấy. Bạn ấy biết giật là gì đâu. Thằng này nó bạn ấy rất biết cách thủ thò. Có nghệ thuật. Mày ra này sấp mặt cho em. Tưởng người ta đùa đùa một tí tưởng nhờn à. Ôi giời ơi. Đông dồn như này anh em chết nhiều nữa. Nhiều nữa đi thì mình cũng vẫn cười. Người cái đường đạn hơn 2000 viên như này dã cả lò dồn nó cũng chết mày một hai con nhấp nháy như này. Rồi hay quá. Nhiệt tình lên, anh em cứ ăn hội đồng mọi lúc có thể. Thôi, cảm động. Mà thằng, ôi giời, thôi. Bỏ nó đi hội đồng mình rồi. Chơi Ngọc Trinh nói chung là nó vẫn không có một cái gì đấy mà nó quyến rũ bọn zoom này. Khát máu lắm. Bom này. Rồi, hay quá. Thung hàng thằng Tiến. Ôi giời. Cái dư âm tụi quả choáng nãy giờ nó vẫn chưa hết. Kiểu như hút lá đu đủ ấy. Thốn lắm. Mạnh mẽ lên. Nhò mà địch bay ra đây à. Mày bay này. Vào đầu đam sướng ấy nhỉ. Tôi chết rồi, lâu không bắn khẩu này sao bây giờ phê vậy. Có lẽ bạn ấy đã thay đổi rồi. Từ cái lúc mình bỏ thay đổi quá lớn rồi. Đi thẩm mỹ viện hay đi Thái Lan đi. Vào lên đây nào. Này thì mày lém mắm tôm vào hội nghị này. Cái tặng này nát mắm tôm này. Còn chóng mông nữa này. Bay xác đi. Rồi liên hoa xác thì bằng một quả bom 6 kill. Trời ơi. Tôi cũng chịu. Tôi thôi phê quá. Nó đi đến cái chữ multi như kia lại cạn lời thôi. Mày tôi tờ định mệnh tờ nó vẫn còn nhiều máu đâu. Ấn được G như thế này làm ăn cái gì. Làm ăn cái gì. Ơi tại sao rồi này? Cái gì bây giờ ấy? Đùa bố à? Bị kích hay không thì nó cũng là cái số rồi, không cố được. Ăn như thế là cũng đủ để lòi mồm rồi. Ôi ra vào phòng không sao hết. Vẫn vui vẻ cười. Kinh nó kinh mãi nó cũng thành thói quen thôi. Nên là mỗi khi cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quý khách hãy ấn ESC 2 lần để phắn ra khỏi phòng. Nó quá là quen thuộc rồi. Kiểu như tiếp viên hàng không ấy. Thánh thó lắm. Ôi giời, sao lại leo cao ngã đầu thế. Nên gió to tạt cho méo mồm thì ai chữa cho. Rồi lại đi ra la liếm gần thôi. Bắn cầu này xa nó cũng bình thường. Nó như cân đường với cầu sữa có cái gì đâu. Rồi tơ anh hồi sinh em lại té. Chúng ta như tránh mặt những cái thằng cám lợn ra thì nó mới sống dai được. Đó là một triết lý rồi. Đấy như cái thằng này nó đeo mặt lạ nó chém như thế thì bố nó chả chơi với nó được. Nên là tránh nó ra. Nó đã viết trong sách giáo khoa để áp dụng rồi. Nó là công thức rồi. Đây, còn những cái thằng lo chuyện như này thì mình cứ ra mình dã mồm nó. 3 kill rồi đấy. Thôi té thôi. Tơ đâu thì em xin đánh ở chỗ khác. Chứ người đầy mùi cám lợn như anh không thằng nào nó yêu được. Ôi giời ơi thùng hàng của tôi. Vâng, lời yên nghỉ cuối cùng của anh em chiến binh ơi. Sao không chết thằng nào à? Mặt dày vậy. Ôi giời nó lao kìa. Ôi, như trâu hung mã vậy rồi. Vâng, bọn này toàn bọn tiến hóa đua giải bát hương vàng thôi. Sao lại trang bị toàn động cơ F1 như vậy. Vãi cơ càng hồi sinh tỉnh thế. Người ta đến định lao lên rồi mà nó không cho lên. Khôn lắm cơ. Mày chặn được. Tham đúng còn dùng nòn rồi chết. Nó số nó nhỏ như thế nhỉ. Thôi thế thôi. Các bạn đã thích chơi game kiểu cục xúc và đầy tính chất bạo lực như vậy thì mình lên đây. Thế thôi. Nhiều khi phải bơ đi mà sống. Kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Tí nữa mình ở đây mình lắng lại hezo thôi cho nó sướng mồm. Rồi cái phòng này là bọn nó ít tranh nhau lên đây. Biết trên đây nguy hiểm. Thanh niên được đấy, ăn ở tốt cứ đứng cạnh mình đi. Nó gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cứ gần mình thì không bao giờ biến zoom. Cho nó nhanh. À lên đây à.
Mày lên đây, mày lên đây. Ô, cái định mệnh hôm nay là cái ngày gì mà đen thế nhỉ? Hình như hôm nay mình vừa bấm đốt ngón tay là ngày Black quay tay. Cứ quay tay là nhỏ, ăn kích, nghỉ vấn hách. Có lẽ chúng ta nên dừng ngay những hoạt động này lại. Như vậy là rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe lặng lề. Trận này mình sẽ nhảy long quang đi, không mang cái tính chất dâm dê và đê tiện nữa. Ôi giời, thanh niên tập bung học lớp mẫu giáo mà chưa gì đã chết rồi. Mới có mấy giây đầu anh Tư đã cho nó lên bàn thờ rồi, ác thế. Mày nhảy chồng mông. Úi giời ơi, bắn như thế thì làm sao mà chạy được. Rồi rơi đây, phát. Thông nó. Khiếp không, cả trước cả sau nó dã vào mồm như thế thì đúng là đi viện nó còn hạnh phúc hơn. Ôi thanh niên này nhảy kinh đấy, bạn biết cách nhảy đấy. Ôi kìa, sao đây trên. Ôi giời ơi, mày bố láo là mày quá, may là mình tính đòn mình nhảy vào trong. Ôi thanh niên, tí nữa thì bạn giết đồng đội rồi. Ai bán điểm trợ như thế rồi mà vẫn chết được. Ui giời ơi, chặn đường luôn. Vâng, lối nào cho em đi đây. Ui giời ơi, mày này, bố láo này vào đây. Vào đây. Bây giờ mình khô máu luôn. Xoắn cái gì. Bây giờ không phải lúc thể hiện cái tính nhút nhát rồi. Bố láo, đàn ông là phải mạnh mẽ. Mày chết, ui giời ơi. Ôi giời ơi, sao chém vào phát cuối nó cứ xì xì cầu gì ấy. Mặc dù cua hai cái sóng đao như đúng rồi ấy, phát cuối toàn xịt thôi, dị thật ấy. Nhưng mà đường lại nữa phát combo thơm mồm, làm hero chém như thế là cũng được rồi. Bây giờ toàn chạy thôi, nhiều khi mình phải đổi gió tí quay lại mà chiến đấu như một người anh hùng. Cái búa hơi này nó hình như là nó đập nhanh hơn thì phải, nhưng mà cái uy lực của nó vẫn thế thôi, nó là hơi mà nó không thể ngang với sắt được. Vâng, hai thằng này nó định mút mấy đứa trên kia đấy. Thế thôi, cứ kêu chùa nó đập vào mồm mình thôi. Rồi, hồi sinh. Ui giời. Khiếp hồn thanh niên. Đây là một cái thằng nó tính trí phèo, nó siêu lặng. Giết nó một cái hồi sinh nó ra nó vả chết luôn. Lào sợ thật. May mà đấy, không phải là mình là thằng giết nó ấy. Chứ không là đúng là ăn đủ của thằng này rồi. Ồ, rũi trong làn khói giết tơ. Úi giời, hai bồ cáo chưa là gì. Chưa là gì hết. Định bay sang đây để phắn ngay. Đây không phải chỗ cho trẻ con đú đẩn. Mày đú đẩn này. Toàn tia chớp. Ông nhận nhìn phòng hai vai trưởng bây giờ chơi cái gì cũng thế. Zombie nó không còn hiền lành dễ thương như ngày xưa nữa. Mà bùa đó là những cái thằng mà đầu trâu mặt ngựa. Nhấp nháy bạn chạy thì mình cũng chạy. Anh em chúng ta đi đâu nó cũng phải có nhau. Sao nhiều thế nhỉ? Đang nhiều zoom giờ có mấy con này. Còn lại trông cậy hết rồi bà tơ thôi. Nhòm. Bay sang đây nhòm. Không có ai chơi với bạn đâu. Nó định giữ mình cho thằng khác móc đấy. Nó không có thằng nào ở đằng sau chứ phải chết luôn. Quá ngon. Hồi sinh à. Khỏi bắn sướng thế như TMP phiên bản MG ấy. Ê vãi trưởng à. Ui giời ơi, thôi. Bạn chớ, bạn đã nhìn cái nơi an nghỉ cuối cùng chưa? Đam nó giật đi như thế cơ mà. Nó không phải dạng vừa đâu. Ôi, rất nhiều bạn đứng ở bên trên cao để nhảy xuống. Đây không phải chương trình nhảy lầu tự tử. Thôi té. Nhìn tơ hại lắm, còn mấy giây nữa. Vâng, cố sống, cố chết cũng phải bảo toàn cái thân thể trong trắng này. Ôi, sao gì? Hết thời gian rồi. Vâng, bay đi qua cho nó ngứa mắt. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Đây, cho anh em xem đây là phòng của mình ở quê. Hôm nay mình mới về quê rồi. Clip lại là mình đang thực hiện đang ở nhà. Các bạn có thể thấy là vẫn là cái bàn máy tính đấy. Mình đã lôi từ trên phòng trọ về. Em nhìn thấy kết không? Tại đây là phòng của mình đây. Quay một chút cho các bạn xem. Khoe phòng tí. Đây, mình chưa tìm được chỗ treo đúc bạc chỗ nào cho đẹp nên là vẫn để tạm ở đây thôi. Còn đây là bảng vinh danh YouTuber. Ai, anh em thấy mình không? Hello. Có lẽ là đây sẽ là nơi mình làm clip cho các bạn những ngày Tết.
cũng khá là thích thú khi ở nhà vẫn có mạng, vẫn chơi được kích bình thường. Không biết là có những ngày bận ấy thì có lẽ mình sẽ ra ít video hơn, nhưng mà bình thường thì mình vẫn ra một ngày 2 clip cho mọi người. Mong là mình sẽ cố nghĩ là nhiều trò nó nghịch vui vui một chút đấy, hay là những clip đời sống ở quê thật nhiều hơn. Bạn nào có ý tưởng gì về những trò nghịch dại cứ PM ở dưới. Biết đâu mấy hôm nữa sẽ có video đấy ở trên kênh của mình thì sao? Ok. Em thích không? Anh nhìn cái giường ngủ của mình kết ấm lắm đây, nhìn nó hơi bựa bựa tí. Màu sắc nó rực rỡ. Anh em xem clip này anh nhớ like và share cho mình nhá. Thật nhiệt tình vào. Đẹp chưa? Trời ơi, đây là phòng cách âm nên là bình luận thoải mái. Họ hét tung rời, bung lụa lên cũng không ai nói gì đâu. Rồi, bye bye mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.